Rồi, mến chào anh chị cô chú ha, mình là Long Hoài đây. Thì hôm nay Long Hoài xin review một thửa đất tại Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Có tổng diện tích là 1.317 m². Và đặc biệt của thửa đất là có 300 mét thổ cư. Rồi đất thì phủ hồng toàn bộ. Và có bề ngang của thửa đất là có 24 mét mặt tiền. Và một cái cạnh sâu là 92 mét ha. Và xung quanh mình là rất nhiều dân cư. Và sát với khu công nghiệp Sona Dezy, Châu Đức. Thì khu công nghiệp Sona Dezy Châu Đức là khu công nghiệp rất là lớn tại địa phương huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu này ha. Và từ vị trí mà Long Hoài đang quay ở đây á, di chuyển về tới khu công nghiệp Sona Dezy Châu Đức là tầm khoảng là 2 km thôi là anh chị đã ra tới khu công nghiệp Sona Dezy Châu Đức rồi ha. Và rất gần với lại Hồ Đá Đen. Hồ Đá Đen là không khí rất là mát mẻ ha anh chị. Đây là sổ của mình ha anh chị cô chú. Thửa 1317 là bản đồ số 30, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, diện tích là 2.052 m². Điều đặc biệt của mình là có 300 mét thổ cư ha. Và hiện tại là Suối Nghệ là không có làm khu đo ha anh chị, nên là mình chuyển nhượng bình thường ha. Còn đây là hình dáng thửa đất của mình ha. Đây là cái phần kiểm tra quy hoạch ha anh chị. Mặt đường của mình là 24m9 ha. Đó. Và mình là cái hậu của mình là 21m4. Cái cạnh này là 92m2, cạnh này là 89m. Đó. Và hiện tại thì kế bên đất của mình là nó có một cái quy hoạch. Quy hoạch là một cái con đường nó chạy qua bên đây ha. Thì đây là con đường chính nha anh chị. Đường đây mình chạy thẳng ra là ra đường số 1. Và đường đây là mình chạy thẳng là về Hồ Đá Đen luôn ha. Về thị trấn Ngãi Giao. Và có quy hoạch thêm là một con đường đây. Con đường đây là chạy thẳng ra. Chạy thẳng ra là mình sẽ nối với giữa quốc lộ 56B nha anh chị ha. Thì đoạn quốc lộ 56B là đoạn nối giữa từ Bầu Cạn về tới Bà Rịa ha anh chị. Đó. Cho nên là một vị trí rất là tiềm năng. Rồi đất thì phủ hồng toàn bộ và xung quanh của mình là đất phủ hồng toàn bộ luôn ha. Rồi thửa đất ngày hôm nay được chủ cho bán với giá là 12 tỷ 500 triệu ha. Đó thì ranh giới là từ ngay đây ha, từ cây cột mí bên đây mình đổ qua bên đây á và tới hàng rào bên đây nè là mình được 24m9 ha anh chị. Đó, ở chỗ chiếc xe hơi đó anh chị à, là 24m9 và một cạnh của mình á là 92m và một cạnh là 89m ha. Đó, cái cạnh này là 89m nè, ngay chỗ đây nè mình chạy thẳng vô. Và sau khi quy hoạch của mình á là con đường á, mình có một con đường băng qua luôn ha anh chị. Và băng qua là con đường của đường 56B. Thì đoạn 56B là đường nối từ từ đường Bầu Cạn để mà về khu công nghiệp Sona Dezy Châu Đức. Và sau này sau khi quy hoạch đó anh chị là ngay chỗ đây là mình có một con đường băng qua luôn ha. Rồi đường này anh chị là di chuyển thẳng một đường là mình sẽ ra tới đường số 1 ha, đường số 1 để mình về khu công nghiệp Sona Dezy Châu Đức. Đó, rồi bên đây là vẫn còn một con đường nữa nè ha. Đó, sau cái nhà này nè, sau cái nhà đang xây dựng này nè là còn một con đường. Thì đường hướng này á, là nó cũng chạy thẳng ra là cũng ra khu công nghiệp Sona Dezy. Và đường này á, là mình chạy thẳng một đường là mình sẽ vào Hồ Đá Đen. Đó, về Bình Ba luôn ha anh chị ha. Rồi về Ngãi Giao và thị trấn Ngãi Giao luôn ha. Rồi mình sát với sân gôn Châu Đức ha. Rồi sát với lại đồi Cù, một trong những địa điểm mà check in của giới trẻ rất là nhiều và cũng quay phim rồi chụp ảnh rất là nhiều ha. Rồi quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì sản phẩm ngày hôm nay được chủ rao bán với giá là 12 tỷ rưỡi ha anh chị. 12 tỷ rưỡi cho tổng diện tích là 1.314 m², trong đó là mình có 24m9 mặt tiền đường và trên đất có 300 mét thổ cư, đất phủ hồng toàn bộ. Và trên đất của mình là có một căn nhà rất là khang trang. Đó. Thì cái mé bên phần bên đây á, cái phần bên từ cái mé cây cột bên đây nè đổ qua bên đây á là mình đã xây dựng rồi ha. Và mình còn thêm một khoảng đất trống nữa anh chị. Khoảng đất trống này tầm khoảng 12m. Đó. Và phần xây dựng này là cũng tầm khoảng 12m ha. Bước vào đất chúng ta là một cái cổng rất là kiên cố. Đó. Rồi đã xây bờ rào. Cái phần mà có diện tích xây sàn xây dựng anh chị là đã xây bờ rào xung quanh hết rồi ha. Và hết thửa đất này là đã có xây dựng hết rồi. Đó. Hiện tại thì ngày hôm nay Long Hoài đi quay nhưng mà chủ đất á, có công việc đột xuất cho nên là không để chìa khóa cửa lại. Cũng mong quý anh chị cô chú mình thông cảm ha. Nhưng mà lát nữa Long Hoài sẽ đi review sơ sơ cái bên ngoài để anh chị mình tham khảo. Thì phòng này, cái nhà này là có một phòng khách rất là rộng rãi ha. Rồi hai phòng ngủ, rồi bếp toilet rất là ngăn nắp tiện nghi luôn anh chị. Ở Suối Nghệ này á, nó
nó là một vùng đất phủ hồng toàn bộ hết anh chị. Và xung quanh của chúng ta là đều có hệ thống camera giám sát an ninh cũng như là điện đường, và dân số, mật độ dân số đây rất là cao. Đất này thích hợp để anh chị cô chú mình đầu tư, thích hợp để cho mình sửa chữa lại, mình xây, mình làm một cái nhà đó, như cái nhà là mình sẽ làm một văn phòng đại diện, còn phần diện tích còn lại là mình có thể xây phòng trọ nè, rồi phân lô tách thửa. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà cái con đường quy hoạch này nè anh chị, con đường mà quy hoạch này nè, đó là nó đi thẳng ra ha, nó đi thẳng ra sau. Thì ví dụ như sau này mà quy hoạch thì anh chị mình có thể cắt lô, phân lô theo cái mặt tiền này. Đó là cái kế hoạch dài hạn ha. Còn tạm thời thì chưa được. Đất ở đây thì tương đối bằng phẳng ha. Đất bằng phẳng, đất đỏ Ba Giang. Đó, ở đây là có cái số nhà 415 Suối Nghệ ha. Rồi cổng á, cái cửa của mình là cửa gỗ ha anh chị, cửa gỗ. Rồi cửa gỗ bốn cánh ha. Đó, ở trên á là có la phong nè. Đó, rồi trước cái phần mà xây dựng bên ngoài là mình có thêm một cái mái hiên khoảng 4 mét ha. Đó, rất là rộng rãi. Sân này rất rộng ha anh chị. Có thể là để khoảng 10 bộ bàn đó. Đó, xe thì dựng thoải mái luôn ha. Đó. Này có mấy cây xanh. Rồi, bên đây thêm cửa nữa ha. Cửa gỗ. Rồi bên đây cửa nữa. Rồi, khúc này là khúc nhà sau ha. Ngã ba mình đi thẳng là ra đường số xuống Nghệ Lăng Lớn. Đường xuống Nghệ Lăng Lớn đi khoảng 10 mét là đến ngã tư Nam Sông Bê. Đây Nam Sông Bê này. Tức là cái lô đất vừa rồi đó mà bạn coi đó là nó đang Nam Sông Bê này. Đoạn Nam Sông Bê này là đang thi công hả? Gần xong rồi, còn tí nữa ra Agita kìa, ngã tư Agita đấy. Đi thẳng đường này là ra ngay chỗ quán Agita. Đó. Ngay cái chỗ đông đông đó. Rồi còn đây là vị trí của mình trên Google Maps ha anh chị. Đó, nằm tại vị trí này ha. Xung quanh là dân cư rất là đông. Ở Suối Nghệ này mật độ dân số rất là đông ha anh chị. Và đất toàn bộ đại đa số là phủ hồng ha. Đó, và đây là con đường chính, con đường Suối Nghệ Lăng Lớn. Thì cái đoạn mà lúc nãy Long Hoài quay nó nằm ở ngay chỗ đây. Thì vị trí đất mình nó cũng nằm ngay chỗ đây luôn ha. Thì sau này nó có một quy hoạch là con đường đây là con đường quốc lộ 56B nè anh chị. Đó, con đường quốc lộ 56B ha. Và sau này nó quy hoạch nó nối từ Suối Nghệ Lăng Lớn rồi đây nè. Đó, nó nối ra con đường 56B này luôn ha anh chị ha. Đó, đây mình chạy ra là gặp là đường Suối Nghệ Lăng Lớn. Thì hướng của Suối Nghệ Lăng Lớn hướng này á, là mình về tới ngã giao, về tới Hồ Đá Đen. Đó, và cái hướng này mình chạy thẳng ra là mình sẽ ra đường số 1 nè anh chị. Đây là đường số 1. Đó, đường số 1 hướng này là mình về tới sân golf, sân golf Châu Đức, về tới khu công nghiệp Sona Đề Di, về tới đường Cù. Và cái hướng ngược lại này mình sẽ ra tới quốc lộ 56 ha. Ha. Đây là đồ cù. Đây là hướng quốc lộ 56 ha. Rồi mật độ dân số ha. Đó, mật độ dân số rất là đông anh chị. Ở Suối Nghệ này mật độ dân số rất là đông ha. Đất mình nằm tại vị trí này.
Lô đất này nó thích hợp để cho anh chị mình đầu tư phân lô tích thửa hả, sau khi quy hoạch được hình thành ha, và mình đón chờ những cái yếu tố phát triển như là khu công nghiệp Sona De Gea Châu Đức hiện tại đang hình thành và lớn mạnh lên ha, rồi gần với sân gôn, rồi gần với khu công nghiệp và gần với đồi cù Suối Nghệ. Rồi để di chuyển về Nghệ Giao thì mình có rất là nhiều con đường ha. Ví dụ như đất của mình nó nằm tại vị trí này, mình chạy thẳng vị trí này lên mình cũng về tới Nghệ Giao, đi đường này mình cũng về tới Nghệ Giao, và đi thẳng đường này mình cũng về tới thị xã Phú Mỹ luôn ha. Đó. Rồi từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị cô chú mình di chuyển theo con đường quốc lộ 51 ha. Đó, đây là đường quốc lộ 51 nè, đây là đường quốc lộ 51 nè, mình xuống cao tốc Long Thành chạy tới ngay chỗ đây, tới ngay chỗ ngã 30 xuân mình chạy thẳng một đường mình cũng sẽ về tới vị trí đất thôi ha. Hoặc từ Bà Rịa, từ Vũng Tàu anh chị cô chú mình đi thẳng đường quốc lộ 56, đi thẳng một đường quốc lộ 56 cái tới ngay chỗ vòng xoay Đức Mỹ anh chị, mình quẹo thẳng vô là tới thôi ha. Rồi từ vị trí đất mà mình, đất của mình nằm đây, muốn di chuyển về tới Nghệ Giao trung tâm thương mại của huyện Châu Đức là cũng bằng con đường quốc lộ 56 là ngắn nhất ha, và nó có rất là nhiều con đường để di chuyển về trung tâm thương mại Nghệ Giao ha anh chị. Đó. Thì Nghệ Giao là trung tâm thương mại của huyện Châu Đức, thì từ vị trí đất mà cách Nghệ Giao là tầm khoảng 2 km thôi. Còn để mà đi chợ hoặc là trường học thì mình rất là nhiều trường học, rất là nhiều chợ ha. Tại Suối Nghệ này nó cũng là một cái gần như là một cái trung tâm, nó phát triển rất là lớn mạnh anh chị ạ. Anh chị cô chú mình thiện chí lô đất này vui lòng bấm số 0933659672 để Lão Ngoài dẫn đi xem đất và tư vấn nhiệt tình cụ thể hơn. Mình chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Lão Ngoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai. Cảm ơn anh chị cô chú.